Ông là ông Thanh ở Việt Yên, ông đã nghỉ hưu rồi. Ông như thế là đến đây là nếu mà theo cái chương trình của ông là lần thứ ba là lên đây để là khám răng và trồng răng. Trước tình trạng của ông ấy thì là răng nó bị số 7 là nó sâu, nó lung lay, nó đau. Thế rồi thì là cái răng hàm trên ấy là cũng bị gãy. Thế rồi thì là hôm nay thì lại nhổ xong là 3 cái, là sai 4, 25, 26 rồi. Nên là nay là lên là bác sĩ tư vấn và bắt đầu là tiếp tục là lại trồng tiếp. Ăn uống nó khó khăn. Thế rồi thì là nhai những cái vật cứng là nó cũng không nhai được. Và rất là khó chịu, đau nhức rồi thì là... Sau một thời gian điều trị thì cái những cái răng mà nhổ mà không thay được ấy, thì là nó đã ổn định. Thế những cái răng trồng này vừa rồi cũng đã trồng được 3 cái. Thế thì ăn uống giờ là gọi là nó ổn định lại. Nếu nói đến hôm nay thì là ông rất yên tâm rồi. Chỉ cái trong năm 2023 thì là ông lên là lúc đầu rất lo. Vì tư tưởng với ông là tuổi cao, thế giờ bệnh nền thì nhiều. Thế nên là nhiều người nên mà cũng đi nhiều cái nhà khoa răng là người ta không dám nhổ. Người ta cho là bây giờ bệnh nền thì tuổi cao, thế là nhổ người ta cũng rất sợ. Thế người ta là yêu cầu là phải đi các cái phòng khám bệnh viện ấy, nhổ xong rồi về người ta mới thay răng được. Thế nhưng lên đến đây thì được các từ cái khu tiếp lễ tân tiếp đón, thế rồi lên các bác sĩ là tiếp đón rồi thì là tư vấn cho, thì là bắt đầu là dần dần là ông là yên tâm. Đấy, đầu tiên là cái yên tâm về tư tưởng. Thế sau là một cái bước là đã nhổ được cái răng số 7, nó bắt đầu cái từng bước nhổ đến hôm nay phải nói là rất là gọi là yên chí, là tin tưởng vào cái công ty của chúng ta, nha khoa và các cái bác sĩ đã thay nhổ răng cho ông. Nói đúng là như các cụ ngày xưa nói ấy, cái răng cái tóc là góc con người, nhất đau mắt nhìn nhức răng, đúng là ai có nhức răng thì mới biết là nó khổ thế nào, nó đau thế nào. Thế và đến giờ này thì là phải nói là cũng đã gọi là cũng đã nó hoàn chỉnh, nó không được như trước nhưng mà phải nói là nó cũng đảm bảo cho sức khỏe và các thứ ăn uống sinh hoạt nó cũng thuận lợi hơn. Xin chào